Xin chào các bạn, mình là Lộc đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Internet và bạn. Internet đã và đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, đặc biệt là đối với giới trẻ. Việc sử dụng Internet mang lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta, nhưng nó cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nếu chúng ta không biết sử dụng một cách hợp lý. Về mặt tích cực, Internet là kho tàng tri thức khổng lồ. Nhờ có Internet, chúng ta không thể biết những thông tin mới nhất về mọi lĩnh vực trong cuộc sống như là khoa học kỹ thuật, lịch sử, văn học và địa lý. Ngoài ra, Internet còn giúp cho chúng ta kết nối với bạn bè và người thân trên khắp thế giới, mở rộng mối quan hệ, học hỏi được những kinh nghiệm từ những người đi trước. Tuy nhiên, việc sử dụng Internet một cách thái quá có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe, học tập và các hoạt động xã hội khác. Nghiện Internet có thể gây những ảnh hưởng về tâm lý như lo âu, trầm cảm và tự kỷ. Ngoài ra, Internet còn là một môi trường tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ như lừa đảo, tin giả và bạo lực mạng. Vậy, bạn đã biết sử dụng Internet một cách hợp lý chưa? Để mình sẽ gợi ý cho bạn nhé. Hãy sử dụng Internet một cách hợp lý. Hãy sử dụng Internet cho những mục đích như học tập và trao đổi kiến thức. Không sử dụng Internet cho những mục đích như chơi game online quá nhiều và xem phim ảnh đồ thị. Dành thời gian hợp lý cho việc sử dụng Internet. Không nên dành quá nhiều thời gian cho việc sử dụng Internet mà quên đi học tập và các hoạt động xã hội khác. Bảo vệ bản thân khi sử dụng Internet. Hãy cẩn trọng khi chia sẻ những thông tin cá nhân trên mạng. Chỉ nên tin tưởng vào những nguồn thông tin uy tín và chính thống. Nói tóm lại, Internet là một công cụ rất hữu ích, nhưng nó cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nếu chúng ta không biết sử dụng một cách hợp lý. Hãy sử dụng Internet một cách thông minh để biến nó thành công cụ hỗ trợ học tập và giải trí lành mạnh. Xin cảm ơn bạn đã lắng nghe. Thân ái, xin chào và hẹn gặp lại.